Dạ xin chào anh chị và các bạn. Bữa nay mình chở có một thúng nha cả nhà. Thì cũng đi câu. Thì bữa nay là mấy anh em đợt này nó có gió nại nam sang á. Rồi mấy anh em có số thì ở nhà, còn có số thì đi theo ghi nhỏ nhỏ đi câu gần gần bờ. Thì bữa nay mình là anh Văn đi, mà anh Văn thì dậy sóng rồi. Đang nằm ở trong hầm máy, bữa nay chắc câu có được. Thì chỉ có một mình câu. Thì nghề mưu sinh mà có gió có gì, gió quá thì mình nghỉ, còn gió xẹt xẹt mình cũng đi để kiếm đời sống. Dạ mong cả nhà theo dõi video, ủng hộ. Dạ đây anh Văn, đây anh Văn anh nằm trong đây. Đó anh dậy sóng anh nằm co ro đây. Đó. Tiên nha cả nhà. Đó, con cá mú đầu tiên của buổi sáng hôm nay. Có gió có lượng cả nhà.
nào. Dầm số mai được như đây nha cả nhà. Đó, dầm số mai như đây chắc cỡ 2 kg, hơn 2 kg á. Giờ đi chỗ khác. Đây con cá mú của dầm thứ hai nha cả nhà. Đây mình mới dòi tới đây nè. Ta lớn, giật ta nhỏ. Dầm đây cá dợp nhỏ nhỏ không à, được dài con dợp ta lớn à, dợp ta nhỏ nhỏ. Cá phèn sói. Cá phèn sói khác, cá phèn rạn khác nha cả nhà. Cá phèn rạn nó khác hơn phèn đây. Phèn đây phèn sói. Đây là lượng cá của dầm thứ hai nha cả nhà.
là câu luôn.
cả nhà ơi. Kiếm gạo nha cả nhà. Hồi nãy được con cá mú lớn nè. Anh Văn anh dạy sống mà anh ra anh lấy cái vợt. Anh lấy cái vợt cho mình xúc con cá mú lớn nè. Đó. Giờ hết giờ rồi, giờ vô. Bỏ anh Văn xuống cho anh giấy vô nha cả nhà. Là mình
là mình chạy vô bến hả? Cá không cỡ vô luôn thì chạy vô trong đó hả? Ở đây bỏ xuống hay là tính em mà cho gỡ vô luôn á. Anh dậy sống anh không có câu gì hết nha cả nhà, không có con cá gì hết nha cả nhà. Tội quá trời. Bây giờ mình đi rô đa cốc 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 chờ bà vợ mình bà giấy thúng ra bà chở cá đồ vô nha cả nhà. Do nãy có anh Văn mà tính bà giang thúng anh vô mà giờ anh say sống á. Chắc phi đây anh nghĩ là anh giấy thúng về về làng đúng không? Rồi vợ mình bà vô bà lấy cái thúng bà giấy ra bà chở vô. Đó giờ bà đương giấy ra. Đó giấy ra nói. Đàn bà mà giỏi vậy. Giấy thúng giấy đồ như đàn ông ấy. Đó giờ bà giấy tá kia. Ê ghê chưa ghê chưa. Đó giỏi không. Rồi cột thúng vô rồi dắt thúng vô trong kia rồi. À, neo đàng hoàng là chở cá vô. Đó giờ phải đương giấy tới nha cả nhà. Đó phải đương giấy tới kia. Giấy tới đây cột dây vô leo lên luôn. Giấy đây này cột lại. Giỏi chưa. Leo lên luôn dắt vô. Là leo lên đây, leo lên cột này. Đó cầm dây chưa. À. Do ở bài bến á, Nam á, tầng Nam là sóng gió ghê không, không có dám đậu ở bài bến không. Rồi chạy vô trong bến, trong cảng trong đây đậu rồi cho nó an toàn cả nhà. Còn đây đi chợ hả? Để lên chợ bán. Bỏ mấy con cá bò chày vô luôn. Đây là số lượng cá của mình câu cả ngày hôm nay nha cả nhà. Đó. Số lượng cá đây là bán được 1.390.000. Đó, dạ thưa cả nhà, video mình tới đây đã hết rồi. Dạ hẹn cả nhà lại video sau. Dạ chào tạm biệt.